Nếu nhà quý vị nào mà đang nuôi các em á, mà các em nó làm biếng ăn, mà các bạn muốn là mấy bé nhà mình tới buổi ăn nó cắm đầu vô nó ăn như thế này nè, rồi nó liếm sạch thao luôn, thì mọi người hãy nhớ là xem hết video nha. Đây là cái kinh nghiệm cũng như là những cái thứ mà Trọng đúc kết lại qua nhiều cái lần các em nó làm biếng ăn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Mấy đứa ơi, anh đang nói chuyện nghe chưa. Hôm qua quý vị, Trọng nấu ăn cho mấy em mà nó ăn hơi dư cơm á, tại vì hôm qua thật sự với mọi người là Trọng quên. Trời ơi trời, mỗi lần nói chuyện là nói gì đó. Thôi bỏ tay, mỗi lần mà Trọng muốn nói chuyện cái gì tâm sự á là nó nghe nó hay tin được, là nó làm dữ lắm. Hôm qua Trọng nấu ăn á, rồi lu bu cái Trọng quên bỏ hạt niêm vô mọi người, cái mấy bé nhà Trọng nó ăn nó bị dư. Và hôm nay thì Trọng sẽ chia sẻ với quý vị, đây là cái kinh nghiệm riêng dành cho các cái bé mà lỡ như là có một lúc nào đó nó làm biếng ăn nha mọi người. Có một lúc nào đó là làm biếng ăn thôi, là Trọng áp dụng cách này. Nó nghe nó biết Trọng nói chuyện quay phim là nó kiếm chuyện dữ lắm. Im chưa? Im. Đây là cái kinh nghiệm mà gọi là cá nhân thôi. Thì Trọng thì thường thường là cho ăn gan bò với gà rồi đó. Thì hôm nay Trọng chia sẻ với mọi người một cái cách mà làm cho các bé nhà của Trọng nó ăn. Trọng nghĩ là mọi người sẽ áp dụng cũng là ok, là các bé mà nó làm biếng ăn á. Thứ nhất là mọi người nên mua gà, một phần gà, là có thể là mọi người cứ mua là ức gà hay đầu gà, mà tốt nhất là ức gà hoặc là xương. Trọng hồi qua đi, Trọng đi siêu thị thì Trọng mua được mấy cái xương này nè. Xương này ăn rất là tốt luôn. Đây là cái xương mà cái xương đùi gà, người ta lấy hết thịt ra rồi. Nó còn có cái gu này là cục gân nè. Cái này gân, cái này cũng gân. Mình nấu thiệt là mềm nha. Mình nấu thiệt là mềm thì các em nó sẽ cạp cái này. Và cái khu này nè là để cho nó ngậm á. Nó ăn cơm xong cái nó ngồi nó ngậm, nó giống như là kiểu cho vui miệng á. Cũng có con nó nhai luôn, còn có con thì nó ngậm, giống như là mài găng cũng rất là tốt. Nhưng mà đặc biệt á, là mọi người biết cái xương này mà mình hầm ra nó rất là ngọt nước. Cái món thứ hai là gan. Đó, gan thì Trọng cũng chọn một mấy ký đó, gan. Và cái thứ ba, một điều đặc biệt nữa là cá. Đây là cá hấp. Cá hấp này là Trọng đã lấy cái thịt cho Mimi nó ăn rồi. Thì còn lên những cái đầu, khoảng 2 đầu thôi, 2-3 đầu hoặc là một con cá hấp thôi. Mọi người cứ bỏ một con cá hấp vô trong cái nồi hầm của gà rồi với gan, hầm khoảng 2-3 tiếng á, hầm trong phòng lâu lắm. Thì rồi bỏ hạt niêm nào vô rồi trộn cơm, là Trọng bảo đảm dù chó nó có làm biếng ăn cỡ nào nó cũng ăn. Mà phải có cái điều mà đặc biệt nha, thì Trọng chia sẻ với kinh nghiệm của Trọng, thì Trọng thấy là không nên cho các em ăn gan không. Là tại vì cái gan không á, là thường mọi người biết là cái gan nó có cái vị nhẫn. Nếu mà chúng ta làm gan không á, thì các em nó ăn nó họ sẽ thấy không ngon. Thêm một ít gà nữa là cái nước, cái nó đỡ, nó dịu hơn, nó ngọt hơn. Và đặc biệt chúng ta bỏ vào cái nồi nấu chúng ta một con cá hấp, cá biển á, hoặc là cá biển tươi không, mà cá hấp nó mới hay hơn. Cá hấp nó có cái mùi dậy mùi hơn. Mọi người cứ tin Trọng đi, mọi người nấu ăn cho chó mà mọi người để vô một con cá hấp mà nấu thiệt là mềm, nó gã con cá nó ra luôn. Khi mà chiều mà chúng ta nấu thiệt là mềm á, hửi một cái ha, là nó thơm, là thơm nứt, thơm nở luôn á. Thơm cái mùi cá biển nhiều dữ lắm luôn. Thì Trọng bảo đảm luôn, rồi nhiều phải có hạt niêm rồi vô nha. Hôm qua Trọng chỉ quên bỏ hạt niêm thôi, giống như là mình chỉ luộc lên thôi là nó ăn dư cơm, buồn ghê luôn á. Mình thấy dư, mỗi hôm nó ăn liếm thao luôn, hôm qua quên bỏ hạt niêm là nó dư liền, tại vì nó nhạt nhẽo quá.
đừng bỏ nhiều thôi. Người ta nói chó nó không ăn gia vị, nhưng mà cái gì nó cũng phải vừa phải, nó cũng phải có muối, nó cũng phải có chất ngọt, chứ còn nếu mà mình nói như nước luộc thì nó không ăn đâu. Mọi người cứ tin chồng đi, không gia vị là nó ăn không có ngon. Chồng cũng đã từng lấy lưỡi chồng nếm thử cái hạt chó rồi, cái hạt mình mua về, cái hạt mà gọi là có đầy đủ tiêu chuẩn á, là nó cũng mặn lắm, nó không không có ngờ, không có lạc nhách đâu. Đó là cái bí quyết của chồng mà chia sẻ với mọi người. Đây là cái bí quyết cá nhân của các em nhà có chồng là đen trai, bí quyết cá nhân thôi, chứ này cũng không phải là cái bí quyết khoa học gì, nhưng mà với kinh nghiệm của chồng thì chồng nghĩ là làm như vậy thì các em sẽ ăn có một buổi ăn rất là ngon. Nhớ rồi mọi người, tin nhận đi, nấu ăn bằng thịt bằng gan gì đó, bỏ vô một con cá hấp nấu thiệt nhừ ra, nêm nếm xong xôi một hồi, tới khi mà nấu nhừ cá nó ra rồi, mọi người sẽ thấy cái mùi của một con cá thôi, nhưng mà cái mùi của nó làm dậy cái nước lên rất là thơm luôn. Các bé sẽ ăn là liếm liếm thào luôn á. Rồi bây giờ chồng bắt cái này lên rồi mời mọi người ra để chồng dọn vệ sinh, không biết có con nào thích tắm không, tắm mà chồng tắm luôn. Giờ này chồng nấu cơm xong rồi nè, cơm chồng nấu rất là trắng rất là xốp. Bây giờ chồng đã dở nắp ra cho các em là nó nguội á, nó nguội xong mình mới ấy nước niêm được. Sáng nay chồng lo đi cứu một em mèo nên là về nó hơi trễ, bây giờ hầm cũng phải 2 tiếng trở lên thì mới gọi là. Đây nè mọi người, chồng dùng hạt nêm của loại này là loại cũng loại ngon mắc tiền nha, mình cũng phải vào đây một lượng hạt nêm nhất định thì cái nước của nó hầm ra nó sẽ ngon, nó hòa quyện giữa cái xương gà, mà xương gà là trong hầm cho nó gục mấy cái đầu này luôn nè, là cái xương này có thể mấy em là nhai được luôn, hoặc là nó ngồi nó gặm gặm cũng đỡ đỡ buồn miệng. Thay vì chúng ta mua nhựa cho nó chơi, có những người thì nghĩ là cứ mua đồ chơi cho nó đi, mua 3 cái nhựa về cho nó ngậm con gà nhựa rồi đó, sao tốt bằng cục xương heo được, cục xương gà được. Cái nồi thì hơi nhỏ, vài bữa nữa chồng sẽ mua cái nồi lớn hơn thì sẽ hầm được nhiều hơn và nhiều nước hơn, nhiều nước hơn thì các em nó ăn nó sẽ mát ruột hơn. Bây giờ là buổi trưa, buổi nắng lên dữ lắm rồi, thì chồng sẽ xịt cho nó trôi 3 cái lông đó mọi người. Nắng lên thế này thì mình sẽ xịt cho nó trôi bớt cái lông với cái mùi chó đi. Ngáo tắm không con? Tắm không? Lại đây, lại đây nè, lại đây nè, lại đây nè, lại chỗ này nè, lại vào nước là tắm. Chỉ có em ngáo thôi à, phải ai em nào cũng được, như em ngáo gì ngon. Ngáo là khoái, khoái tắm, khoái sạch. Không cần phải đè tắm gì hết trơn á, tắm rồi cũng phải đuổi đi nữa. Ui, đừng con, chừng nào anh tắm xong rồi con hả ấy, đổi bên luôn hả, biết đổi bên luôn hả, tắm bên này mát quá đổi bên kia liền hả, không cần phải nước ấy, tại lông không có dơ, ngày nào dứt dơ anh mới tắm xà bông. Trời ơi cái mền. Ý chà. Nè. Đã không? Tắm như tắm heo vậy. Nè, mấy đứa thấy chưa? Thấy người ta chưa? Có đứa nào được gì không? Hay là gặp nước chạy? Rồi con, rồi, ok rồi, đi chỗ khác đi. Chứ mình xịt hoài tới chiều luôn á. Được rồi con. Nè, nè ngay miệng nè, táp đi. Ồ nó khoái kìa,
Khoai lắm. Còn khoái hơn. Thôi con mới tắm hôm qua, không tắm nữa. Nghe con cừu con. Anh rửa chân cho. Có chân dơ nè. Đó, cái chân nè. Cái chân dơ nè. Thôi thôi thôi, được rồi, được rồi. Ai mà tắm cho mày hoài luôn, ngày nào cũng xịt gì hết trơn á. Đó, thôi. Chưa, rồi bật quạt lên cho nó quay. Đó. Nữ lúc đi anh không. Giấc tối là cái thao nước trong để là đầy, là sáng còn đầy, là tại vì tối nó ít uống, nhưng mà từ đây tới chiều là còn khoảng nửa thao thôi, nó uống dữ lắm. Sao muốn tắm không? Muốn tắm không? Đứa nào muốn tắm? Hai đứa này đứng gần nhau nhưng không có đánh lộn, nghe chưa, nghe chưa, nha. Đây mát mẻ ghê á, ở trên nhà là nhờ trong ngõ mở mới lạnh chứ không mát bằng dưới này được. Rồi sao? Sao mà qua ăn dư cơm hả? Ê, nói tôi nghe, tôi kể tôi nghe coi. Là hôm qua hôm qua là anh không có bỏ hạt nêm, cái mấy đứa ăn không 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 ngon đúng không? Cái con nhặt này là tao bóp miệng mày lại, phải không? Hôm qua là không bỏ hạt nêm, thiếu thiếu gia vị. Thôi lùng, thôi lùng, thôi lùng, mình lớn rồi lùng, đừng 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 có chơi, đừng có sủa với Nhật, con nó xạo lắm. Ở đây hả? Ôi trời ơi, thôi thôi nè, thôi thì ra Nhật đòi ôm. Ừ, ông là số 1 rồi. Nè, đứa nào cắn gãy cây roi của tao hả? Cắn vô. Con nào vậy? Con nào nó cắn gãy roi của anh vậy? Cây roi nè, cây roi nè, cây roi nè, cây roi nè. Đứa nào sợ cây roi không? Hả? Ồ ồ con đó hả?
có đứa nào ăn hiếp con không? Ôi trời ơi, này quạt gió nè, mát không? Mát không con? Con đẹp trai ha, con đẹp trai. Ôi da, mà con cắn đau quá à. Hả? Muốn đòi ôm. Muốn đòi ôm mà cạp đau quá ai chịu nổi. Hả? Hả? Rồi, bây giờ anh chỉ được đi lên để còn dọn dẹp nhà cửa nữa. Ngủ chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Xuống dưới này là dắt chưa là không được con nào mà trong này thì không có. Cái con nào ra đó. Nè, cái con đó anh điểm mặt luôn, cái con mà ỉa bậy ở ngoài này là con này đúng không? Ngáo. Không có được ra đó ỉa bậy nghe, ngày nào mày cũng 27. Sáng 27, chiều 27 là mày chứ không ai hết. Ở nhà này không có ai mà đi cái cục ấy to như mày hết. Bà lớn này là tao biết mày rồi. Thấy chưa? Không có được. Con. Thương điều nha. Ha, không có được, không có được mà ra mà ấy nha. Con. Rồi, ngủ chưa? Ngủ chưa? Chứ ở đây không có ôm ấp hoài được ha. Anh còn phải làm nhiều thứ lắm. Bye bye. Trọng xin dừng video nha mọi người. Chúc mọi người xem video của Trọng với các bé nhà của Trọng thiệt là vui. Thì ở đầu clip Trọng cũng đã chia sẻ với quý vị. Thôi nè. Ê. Mới thương nhau là một cái bí quyết mà để cho các bé biếng ăn nhà của Trọng. Chỉ cần nó lười biếng nó không ăn là Trọng làm theo cách đó. Nấu ăn thêm một con cá hấp vô nấu nhừ ra, rồi có nêm nếm là cái mùi cá hấp đó nó sẽ tỏ ra cái mùi rất là thơm. Mà các em Trọng khẳng định với mọi người luôn là sẽ sạch chén luôn. Rồi bây giờ thì Trọng xin phép được dừng lại video. Cảm ơn mọi người đã xem video cũng như là thương yêu các bé nhà của Trọng. Bye bye tất cả mọi người.